Chào mừng quý vị đến với chương trình Dạy Cách Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Ngọc Quý và trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đến với phần tường thuật diễn biến phiên giao dịch ngày 7 tháng 6 của chị Đỗ Thị Thanh Hiếu, là chuyên viên môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Chào mừng chị Hiếu đến với chương trình Dạy Cách Sổ ạ. Thưa chị, có thể thấy là trong phiên giao dịch đầu tuần, là phiên tối qua, thì chứng khoán Âu Mỹ đã có một cái phiên khá là tích cực nhờ vào sự hỗ trợ của giá dầu. Chúng ta thấy rằng giá dầu thô cũng tăng giá, còn giá dầu Brent thì cũng giao dịch quanh cái mốc là 50 đô la Mỹ một thùng và khả năng sẽ còn tích cực hơn nữa. Vậy thì tại thị trường Việt Nam thì không biết những thông tin về thị trường dầu thô thế giới thì có tác động như thế nào đến cái nhóm cổ phiếu dầu khí của chúng ta không ạ? Nhận được thông tin từ cái cuộc xung đột tại Nigeria, là một nước mà xuất khẩu dầu lớn của thế giới, đã giúp cho cái giá dầu thô trong phiên vừa qua tăng khá là mạnh. Thì cùng với cái giá dầu tăng thì cả thị trường Âu Mỹ cũng đều có cái phiên tăng điểm. Vào thị trường chứng khoán Việt Nam sáng nay thì nhờ cái thông tin này mà nhóm dầu khí tăng rất là mạnh và hỗ trợ cho thị trường, cũng như VN Index mở cửa đã lấy được sắc xanh. Vào cái phiên mở cửa thì VN Index đã tăng hơn 2 điểm lên 622 điểm. Vào phiên khớp lệnh liên tục thì với cái sắc xanh của nhóm dầu khí thì mặc dù là không có giúp dòng tiền mới đi vào thị trường nhưng mà cũng lan tỏa sắc xanh đến nhiều mã khác. Là trong phiên sáng thì đã có số mã xanh mà tăng gấp đôi số mã giảm, và cái dòng dầu khí vẫn là hỗ trợ mạnh nhất cho thị trường cho đến lúc này. Tuy nhiên thì đến khoảng 10 giờ thì với cái áp lực từ cái giá dầu thế giới với cái phiên Á đang giảm điểm thì dẫn đến là nhóm dầu khí đã chịu áp lực và giảm dần, thì một số mã lớn trên thị trường cũng chịu ảnh hưởng theo. Ví dụ như là các cái mã như CTG, BID hay là Masan đã áp lực đến thị trường, và sau đó thì thị trường vẫn tiếp tục giảm dích dắt, tuy nhiên là cứ theo xu hướng giảm dần và về sát mốc 620. Thì tại lúc này gần 30 phút cuối của phiên giao dịch sáng thì mới có được cái lực vô khá là tốt đối với thị trường. Các cái mã lớn đều tăng điểm, đặc biệt là các mã bên dòng dầu khí. Theo như những gì chị Hiếu chia sẻ thì có thể thấy là thị trường của chúng ta, đặc biệt là phiên buổi sáng, chịu cái ảnh hưởng khá nhiều từ nhóm cổ phiếu dầu khí, tăng giảm cũng nương theo với nhóm cổ phiếu này. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhìn thấy là trong phiên ngày hôm nay thì cũng có một cái nhóm là nhóm mía đường cũng đã tăng khá là mạnh. Thì không biết là cái nhóm này có tác động như thế nào đến thị trường, và nguyên nhân cũng như là chị có những cái chia sẻ nào thêm về cái diễn biến của nhóm cổ phiếu này không? Về nhóm mía đường thì hiện tại là đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Thì đối với những nước xuất khẩu dầu, xuất khẩu đường lớn trên thế giới như là Ấn Độ, Thái Lan thì đang chịu ảnh hưởng rất là lớn của cái hiện tượng El Nino mà kéo dài tồi tệ nhất trong 60 năm gần đây. Thì cái sản lượng của Thái Lan cũng như Ấn Độ đang bị chịu ảnh hưởng rất là lớn, giảm tới 14%. Còn cái nước mà sản xuất, mà xuất khẩu đường lớn nhất trên thế giới hiện nay là Brazil á, thì lại đang chịu ảnh hưởng của những cơn mưa. Thì cái tình trạng mà chất lượng cũng như số lượng mía đường đang giảm trên toàn cầu gây tạo nên một hiện tượng là giá đường sẽ tăng giá trong hiện tại cũng như tương lai. Tại Việt Nam thì cái sản lượng đường cũng giảm đi từ 1,4 triệu tấn của năm trước, năm nay chỉ đạt khoảng 1,2 triệu tấn thôi. Và cũng theo cái hiện tượng này thì có thể là giá đường sẽ tiếp tục tăng lên. Thì trên cái hiện tượng này sẽ giúp cho các công ty sản xuất mía đường, ví dụ như là SBT, BHS và LSS thì có cái cơ hội tăng giá hơn, vì cái doanh thu trong cái giai đoạn tới sẽ gọi là được khá là bền vững. Thì nhóm mía đường sẽ dựa trên cái thông tin này để Có những cái mức tăng tốt hơn trong những phiên tới, đúng không ạ? Về một cái nhìn tổng quát về phiên giao dịch ngày hôm nay á, thì như chị Hiếu chia sẻ thì ở phiên sáng chúng ta thấy là chỉ số VN Index đã vượt được ngưỡng 624 điểm. Tuy nhiên thì có những thời điểm là nguồn cung khá dồi dào trong khi cái lực cầu thì lại khá là dè dặt, khiến cho thị trường rung lắc khá là mạnh. Và thậm chí nhiều nhà đầu tư đã nghĩ đến một kịch bản xấu vào phiên chiều. Vậy thì bởi vì có một cái thực tế là vào cuối phiên á, thì nhà đầu tư thường có xu hướng bán ra. Vậy thì vào phiên hôm nay thì như thế nào ạ? Liệu cái áp lực bán này có xảy ra đối với thị trường hay không ạ?
thị trường ngày hôm nay thì trái ngược với cái lo lắng này. Tại vì những cái phiên trước đa số là có những cái tâm lý mà vào cuối phiên chiều thì lại có cái lực bán mạnh hơn. Thì ngày hôm nay bước vào đầu phiên chiều thì tâm lý giao dịch đã tốt hơn khi mà cái giao dịch mà giá dầu tại phiên Á cũng đã hồi phục, và phiên Mỹ hoạt động cũng giúp cho giá dầu Brent quay lại trụ vững tại mức tham chiếu là 50 đô. Với sự dẫn dắt của nhóm dầu khí thì các cổ phiếu blue chip đã đồng loạt xanh điểm, giúp cho chỉ số xanh khá là tốt. Trái ngược với cái nhóm blue chip là tăng điểm do giảm áp lực bán, thì nhóm đầu cơ lại nhận được cái lực mua rất là lớn khi mà hàng loạt cái dòng tiền đã được đưa vào các cái mã cổ phiếu này, và đóng cửa có những mã cổ phiếu đã tăng gần trần hoặc là trần như là FLC hoặc là BSS hoặc là Đức Long Gia Lai. Thì cái dòng tiền đầu cơ đã hoạt động rất là mạnh trong phiên chiều. Chốt phiên chiều thì HNX Index đã tăng lên tới 0,54 điểm, tương đương với 0,65%, lên mức 83,19 điểm, tức là vượt luôn mức 83 điểm. Còn VN Index thì tăng 4,6 điểm, tương đương với lại 0,74%, lên mức là 624,65 điểm, với thanh khoản cả hai sàn là đạt 2.500 tỷ đồng. Và cái thanh khoản là tuy có sụt giảm nhưng mà cái dòng tiền đầu cơ đã hoạt động mạnh trở lại, thì có thể thấy trong phiên này là cái áp lực bán cũng dần dần được đẩy lùi, thì có thể là sẽ chờ mong những cái phiên giao dịch sau này sẽ khởi sắc hơn. Dạ, xin được cảm ơn những thông tin rất là chi tiết từ chị Hiếu ạ. Kính thưa quý vị, phần tường thuật diễn biến phiên giao dịch ngày 7 tháng 6 vừa rồi của chị Đỗ Thị Thanh Hiếu là chuyên viên môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng cũng đã khép lại phần 1 của chương trình Giờ Kích Sổ ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với phần điểm tin thị trường của phần 2.